Hiện nay thì những cái hệ thống điện năng lượng mặt trời phổ biến là với cái công suất từ 5kW đến 10kW. Và trong cái thời gian hiện nay, đặc biệt là trong cái quý 4 của năm 2020 này, thì đang có rất là nhiều quý bà con mình gấp rút lắp đặt những cái trạm điện năng lượng mặt trời để có thể kịp hòa lưới trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Công trình hôm nay là một trong những cái trạm điện phổ biến điển hình nhất hiện nay. Và đây là một cái trạm điện năng lượng mặt trời với công suất là 5kW mà hiện tại là công ty Xenon đang lắp đặt tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Và sau đây thì mời quý khách hàng với bà con cùng tìm hiểu về cái công trình ngày hôm nay nha. Và có câu là nóc nhà xa hơn cái chợ, thì đối với những cái căn nhà cao tầng như thế này thì sân thượng là một cái nơi mà quý khách hàng, quý bà con mình rất là ít khi lui tới. Và đặc biệt là khi đã xây dựng xong rồi thì những cái sân thượng như thế này coi như là không còn tác dụng nữa. Tuy nhiên thì đối với điện năng lượng mặt trời thì nó có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác. Bởi vì nóc nhà hoặc đặc biệt là đối với những cái sân thượng như thế này là một nơi cực kỳ lý tưởng để mình lắp đặt những cái tấm pin năng lượng mặt trời, lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới để có thể tiết kiệm được cái chi phí sử dụng hàng tháng. Vậy thì những cái trạm điện năng lượng mặt trời hòa lưới như thế này nó sẽ mang lại cái lợi ích gì mà rất là nhiều quý khách hàng đang đua nhau lắp đặt để có thể kịp hòa lưới. Thì như là quý khách hàng đã thấy ở đây thì đây là một cái sân thượng, thì trước đây nó chỉ dùng để mà có thể là chịu đựng nắng mưa, giúp bảo vệ cho căn nhà chúng ta phía dưới, cũng như là cái sức nóng cũng có thể là thẩm thấu xuống phía dưới ngôi nhà của chúng ta. Và khi quý bà con, quý khách hàng mình đã lắp đặt những cái tấm pin năng lượng mặt trời phía trên này, thì ngoài cái việc là cái tấm pin nó sẽ hấp thụ những cái tia nóng, những cái tia bức xạ để mà tạo ra điện giúp quý khách sử dụng, thì nó còn giúp bảo vệ được cho cái mái nhà của chúng ta, giúp là chống chịu nắng mưa nè, kéo dài hơn cái tuổi thọ cho mái nhà chúng ta, và đặc biệt là ngăn cản cái sức nóng giúp cho căn nhà chúng ta trở nên mát mẻ hơn. Với một hộ gia đình sử dụng khoảng 600 đến 800 kW điện mỗi tháng, tương đương là với 2 triệu hoặc là hơn 2 triệu đồng tiền điện, thì lắp đặt một cái trạm điện năng lượng mặt trời chỉ với công suất là 5kW thì đã tạo ra điện cho quý bà con mình sử dụng thoải mái hàng tháng. Với cái công trình là trạm điện năng 5kW ngày hôm nay, thì gia đình chủ tư tại cái khu vực Lê Minh Xuân ngày hôm nay bắt đầu từ tháng 11 năm 2020 trở đi đã có thể hoàn toàn sử dụng điện miễn phí. Và với một cái mái nhà khi mà đã được lắp đặt những cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế này, với những khách hàng có cái mái nhà sử dụng như là mái tôn, thì ngoài cái việc là có thể là giảm bớt cái nhiệt độ cho căn nhà mình, mà còn khi mà mưa xuống còn giúp giảm bớt cái âm thanh rất là hiệu quả. Và với một cái trạm điện như thế này, quý bà con mình chỉ cần đầu tư với số tiền là 80 triệu đồng cho một cái hệ thống điện là 5kW. Và so với cái mức điện sản sinh cho một ký pin sinh sản ra trong một ngày nắng tốt đạt từ 4,5 kg đến 5 kg điện, thì chỉ trong vòng 40 tháng thôi, quý bà con mình đã có thể được hòa vốn, và trong thời gian sau đó thì đã có thể sử dụng điện một cách hoàn toàn miễn phí.